Chào mọi người, hôm nay khá là rảnh rỗi cho nên là mình sẽ làm một clip nói về 15 combo với tốc biến cực kỳ hiệu quả trong Liên Minh Huyền Thoại mà. Và đặc biệt hơn là các bạn có thể dễ dàng tập luyện các combo này tại chức năng phòng tập mới ra mắt gần đây mà không phải chờ 5 phút mới có một cái tốc biến nữa. Ok, hãy bắt đầu với Camille nhé. Vâng, Camille, vị tướng mà đang cực kỳ hot tại đấu trường chuyên nghiệp, gần như cô có mặt trong mọi trận đấu. Thì để thực hiện combo, trước tiên ta sử dụng E đu vào tường. Sau đó khi bay gần tới tầm tối đa thì flash vào tướng địch. Lại một lần nữa. Không những với tốc biến thì không những tầm làm choáng mà cả tính bất ngờ cũng được cải thiện khá nhiều. Gần giống với Camille, ta có thể hất tung kẻ địch dù đã combo hoàng kỳ và giáng long kích trượt. Như các bạn có thể thấy. Một điều cần lưu ý nữa là combo thì sẽ chỉ hất tung, còn không gây sát thương cho tướng địch. Tiếp theo là Cassiopeia, chắc chắn chúng ta đều không còn xa lạ sau khi xem Thánh Nước Faker sử dụng combo này. Điều ta phải làm là sử dụng chiêu cuối phía tướng địch, sau đó tốc biến. Nếu muốn, ta có thể dùng chiêu cuối ngược lại để trông cực kỳ ngầu mà vẫn đạt được hiệu quả tương tự. Quy tốc biến cũng có thể dễ dàng được thực hiện với Alistar. Ta vẫn có thể đẩy được kẻ địch về ngay sau khi sử dụng combo. Một combo phức tạp hơn nhưng lại vô cùng hiệu quả mà ta có thể sử dụng là W thông thường vào lính rồi tốc biến vào tướng địch. Dưới đây tưởng như Alistar chỉ tung một hình nộm đầu tiên nhưng thật ra mục tiêu lại là ba hình nộm phía sau. Chắc hẳn ai chơi Liên Minh cũng biết đến những pha Insect của Lee Sin. Với việc sử dụng tốc biến, thời tu mù có thể sút tướng địch về bằng nhiều cách hơn mà đối phương gần như không thể phản xạ để tốc biến đi được. Hay chỉ đơn giản là đá các tướng địch vào nhau. Ta cũng có thể dùng E kết hợp với tốc biến để làm chậm kẻ địch nhanh hơn. Combo tốc biến với Vayne cũng vậy. Thay vì đẩy đối phương đi, ta đẩy tướng địch vào tường và làm choáng họ. Từ đó dễ dàng giết được hay tháo chạy. Bác cũng có thể dùng combo tương tự để tạo nên những pha làm choáng cực kỳ ảo diệu. Vua ảnh bộ của Shen kết hợp với tốc biến có thể dễ dàng khiêu khích được 1, 2, hay thậm chí là 3, 4 và 5 kẻ địch. Gragas E tốc biến đã xuất hiện ngay từ khi vị tướng này ra mắt. Khá giống với Shen, thực hiện combo giúp Gragas hất tung đối phương mà hắn ta chẳng thể phản xạ. Orianna thì đặc biệt hơn một chút, khi đang giữ cầu, ta có thể sử dụng lệnh sóng âm rồi tốc biến ngay tới vị trí kẻ địch để gây sát thương. Khá là đơn giản phải không nào? Tiếp theo là Fizz. Trước tiên, ta có thể sử dụng tốc biến để kéo dài tầm gây sát thương của chiêu E. Không chỉ vậy, tốc biến còn giúp Fizz tạo nên những pha thả cá vô cùng ảo diệu. Lux, Ahri và Ezreal cũng có thể làm điều tương tự. Tuy vậy, Ezreal còn có thể sử dụng tốc biến kết hợp với chiêu cuối nữa.
nếu ta sử dụng chiêu cuối Ezreal rồi ngay lập tức tốc biến, chiêu cuối sẽ vẫn được bắn ra ở vị trí đầu tiên. Tuy nhiên Ezreal lại tung kỹ năng ở vị trí an toàn hơn. Combo này còn có thể làm đối phương bối rối, tưởng bạn ấn nhầm nút đấy chứ. Điều tốt đẹp nhất thì đương nhiên phải để cuối cùng rồi. Không ai khác mà chính là Yasuo ulti gank team 20 phút GG của chúng ta. Sau khi có lock, ta có thể dùng E và Q vào lính rồi ngay lập tức tốc biến và hất tung để rồi ulti vào tướng địch ở phía sau. Đó là combo cuối cùng rồi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Đó là combo cuối cùng rồi. Còn ngại gì nữa mà không vào phòng tập và thử ngay thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nhớ like và subscribe nếu bạn thích video nhé. Tạm biệt.